5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 thở. Phim thật sâu giờ bắt đầu người nóng rần mái rồi. Nếu mà bây giờ đọc tiếng em đọc âm bây giờ là i m o o u i m o D E N R O O E N R O O có nghĩa là sao? Mình tìm cái điểm giống nhau về cách phát âm giống các cái âm này. E chứ không phải là I. E E R O O chứ không phải I E A O U. Đó, nó đi theo năm cách khác nhau. Cho nên là đến lúc mà chúng ta hát á, nó không có đồng nhất về cái nguyên âm. Thành thử ra mình hát mình nghe có cái gì đó, nó không ổn định. Cái người hát không hay là cái người phát cái nguyên âm nó ra không hợp lý. Chêu lại I Mai I Đọc I I I I I I I em giờ tới đâu
thì mình tưởng tượng là như đó đó. Bây giờ 50. Chuẩn bị. Ha, đi. Ô 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 này 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 này
Nó giống như các cái chìa khóa của chúng ta.
đi đâu cũng có nó, đi đâu cũng có nó. Nếu mình còn gọi là đam mê cái bộ môn ca hát này, có người sẽ sắp một cái kiểu khác. Nếu một ngày nào đó mọi người sẽ gặp một thầy cô giáo nào đó khác, họ sẽ sắp một kiểu nào đó khác. Hãy yên tâm thì nó cũng nằm trong mấy cái này, nhưng mà họ sẽ sắp một cái kiểu khác, không giống như vậy. Có thể là 3, có thể là 6, có thể là 8, có thể là 10. Nhưng đối với em như vậy là khi chúng ta đảm bảo được nó thì chúng ta sẽ khác đi trong ca hát. Với điều kiện chúng ta phải tập luyện với nó thì rồi cái bài cháu lên ba bữa giờ mình tập tới đâu rồi? Hết bài cháu lên ba. Rồi cho em xin kiểm tra bài cháu lên ba nhé. Rồi cháu lên ba ơi.
đó là cái lúc chúng ta thoải mái, chúng ta thả lỏng, chúng ta bay ra ngoài một cách thoải mái nhất. Chứ không phải là gồng lên vậy. Em xin lại lần nữa. Rồi, chuẩn bị 2. Rồi, ok, cho em xin lại nè. Mọi người nhớ đừng bao giờ tập. Tại vì sao? Vì cái cơ thể chúng ta lúc đó nó đang căng cứng. Mình đang gồng để mình đẩy nó. Không có, nó chỉ như vậy. Nó được giữ chứ không phải là được nén. Nhớ. Nó không phải là được né, nó chỉ là giữ thôi. Trên sự lại ha, đi. Rồi. Rồi, bây giờ sẽ là đi từ dưới lạc lên nữa, đúng không ạ? Mơ bị hả?
trung thần. Vô tình mình không thả lỏng cái mặt của mình ra. Vô tình cơ, ngực cơ, vai cơ, xương bụng cứng hết rồi. Bây giờ tập trung đúng chữ cười. Chuẩn bị nè. Đúng không ạ? Có nghĩa là gì?
Cuốn sách là niềm tin. Có nghĩa là gì? Ở trên này quên cái gì không biết. Trời búa xùa. Mà rõ ràng bài này thuộc. Ông thầy quên gì kìa. Đúng không ạ? Đúng không? Bài này thuộc. Nhưng mà cứ phải nhìn cho nó là hội chứng. Bệnh này bệnh có thị lắm. Kỳ vậy. Lạ vậy đó. Trời nó lạ vậy đó. Rồi, em xin lại không nhìn. Hãy chiều soi hải đi nè. Hãy chiều soi đi nhìn trên này thôi, có nghĩa là hát chung nó đòi hỏi phải có cái kỹ thuật, cái gì mà chung là phải có kỹ thuật hết. Đi xe chung là không có được nói chuyện lớn, đúng không? Làm vì người chứ vô nhà thờ đi lễ chung không được bấm điện thoại ảnh hưởng người kế bên đang cầu nguyện, đúng không ạ? Ở nơi nào mà có chung là phải có được. Cho nên là gì? Khi mà chúng ta tập, chúng ta hát ca đoàn, nó cũng phải có một kỷ luật. Và cái kỷ luật đầu tiên là chúng ta hát đều. Đều rồi mới thấy đẹp được. Riêng mà hát chung là phải như vậy. Bây giờ muốn hát như vậy. Hãy chiếu soi đưa vào bên tôi sao thầm hồn con. Tới lửa tình yêu chúng ta sẽ dịu dàng trở lại. Đầu vô mình hổ báo cáo trồn thử xem như thế nào. Ha! Ý! Hãy chiếu soi lửa lòng vào bên tôi sẽ tâm hồn con. Lửa tình yêu, lửa nguyện siêu, mời bà tiên Chúa ban nhiều thánh lòng. Đấy! Bây giờ mới thấy là gì? Mới thấy là chúng ta có thể làm được cái thứ có hơn người thường ghê lắm. Nhưng chỉ vì chúng ta nhìn được cái thử thôi. Không thuộc lời đấy. Rồi, bây giờ đó, đó cái câu này là cái câu em muốn nghe nè. Giờ không thuộc lời rồi sao nhìn? Bây giờ lời ba thuộc mà. Chắc chắn là thuộc mà đúng không? Rồi bắt đầu nhìn lời ba nè. Lời số ba nha. Được chưa ạ? Thì cuốn sách chúng ta để làm sao? Để về. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Giống bằng chỗ. Rồi, ok. Mình đứng dậy thử đi. Mình đứng dậy thử. Giống như là cái lúc hát thử. Dạ. Rồi. Mình nhìn lời ba nhé. Để sát cuốn sách cho này. Nhưng mà vẫn còn cái tầm mắt để mình nhìn thấy em nhé. Sau đó là gì? Xin con bước chân người đúng không? Xin cho bước chân người đúng không ạ? Đúng vậy. Hai, ý. Xin cho bước chân người mở ràng hò nhà tôi đến nay. Để em đắp con đường lên tướng thân. Đời an vui cho đời nhau những ngày không ngại nào. Đã mời mọi người rồi. Em chỉ thử như vậy để mọi người làm gì? Mọi người biết là cái cách mà nhìn trong tiếng hát trong nhà là như vậy. Khi mà chúng ta hát chung, nó có cái cách để gì? Nó đều là gọi là hát trộn. Thì mình là gì? Mình nhìn thấy được. Chỉ cần thấy cái bóng của cái tay thôi. Nếu cái bài đó mình thuộc rồi không nói, ví dụ như những cái câu mà như điệp khúc mình thuộc rồi thì nhìn ở dưới này, nhìn vào cuốn sách làm gì cho cổ mà có tình mình hại người kế bên, mình hại luôn cái tập thể của mình. Tại vì sao? Mỗi người nâng một kiểu khác nhau, mỗi người kéo dài nó khác nhau vì có các tính riêng, cho nên không bao giờ đều.
người ta có một câu trong ngôn này, cái hợp xướng dở nhất là hợp xướng của các ca sĩ đôi thiệp, là vì mỗi người một kiểu. Thành thử ra họ không theo nguyên tắc nào cả, không có kỷ luật và độ mở không đủ. Ví dụ cho anh xin là mây chiều soi, chứ không phải là mây chiều soi lửa hồng như hồi nãy. Mây chiều soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Mây chiều soi. Cho anh xin nhé, cái này không mình sát nha. Ha ha. Mây chiều soi lửa vào đêm tối sao bóng hồn con, lửa tình yêu lửa huyền diệu ngôi ba thiên chúa mang nhiều thánh thần. Đúng rồi, đúng vậy. Để khi chúng ta hát chung với nhau, chúng ta cần phải tuân thủ cái lời thề. Đầu tiên là phải đều, ngắt cũng phải đều, vô cũng phải đều, nhỏ cũng phải nhỏ đều. Chứ không phải ai cũng nhỏ hết, có mình mấy chiêu rồi kệ ta chết rồi. Mình đang đâm vào một cái âm thanh đang đẹp như vậy. Rồi mọi người nghe cái bài cho mẹ, bài đó là gì vậy? Rồi cho em xin nghe thử bài đó, bài đó mình mình không nhớ. Chuẩn bị á, chứ chúng ta được vài câu đầu không biết mẹ giận chết. Chuẩn bị, đi. Đi con dân người chào mẹ. Ave Maria, con dân người chào mẹ. Rồi, bây giờ mọi người sẽ để ý em là cái chữ A. Thì thường chúng ta đọc chữ A nhiều lắm, nhưng mà vô chữ Ave Maria nó là A. Ave Maria, con xin người chào mẹ lần thứ hai. Ave Maria, con xin người chào mẹ. Thử nhé. A, hai, đi. Ave Maria, con xin người chào mẹ. Dùng vào một bài hát đó là do mình phải tự chuyển, chứ đâu có ai chuyển được. Như người ta chuyển được Ave Maria lại do bắt đầu như này. Đó là vậy á, mình quên mất cái mà mình đã đọc đi, thì nó đâu có ích lợi gì, đúng không ạ? Chứ nó là gì? Trước tiên mình không mang ra thực hành được tin thế. Dạ. Mình tin nó đúng rồi đó, nhưng mà mình không có mang ra. Đúng không ạ? Có nghĩa là mình tin là cái cách hát của mình đúng đó, nhưng mà tới lúc thực hành mình không có xài nó, thì coi như kỹ thuật này cũng vô ích, không giải quyết được vấn đề. Rồi, cho em xin lại bài Ave Maria nghe chỗ đó. Nhiều hát như thế này. Nó lớn hơn, nó lớn hơn, nó lớn hơn nữa.
làm sao để xử lý nếu như không có người? Đúng không ạ? Thì bây giờ thử là Ave Maria.
dạ. Nhớ cái cảm giác cái lần cuối cùng mình làm. Sau khi chúng ta hát lên cao cái cảm giác nó như vậy chứ không phải là gân cổ lên. Đó. Rồi, đã tới chương trình gì ạ? Hát cho nhau nghe. Dạ. Rồi, em xin mời. Anh Hiếu chưa lên bao giờ. Lên đi. Anh lên đi. Mời người yêu cầu anh Hiếu. Anh lên thì mới biết được mình cần cái gì, mình cần cái gì. Anh lên chỉ biết anh cần cái gì. Thank you.
lần đầu tiên mà chú hiểu cái bài hát đến như vậy, khi chú hiểu được chú tải ra ngoài nó dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta thay đổi cái gì, thay đổi cái phần này, bây giờ gọi là mở lòng được, nghĩa là mình sẽ có cái độ mở chứ mình không có vậy, mình tụ vậy rất là khó hát à. Mở xuống này vừa đẹp vừa dễ thở, đúng rồi, thả lỏng cái này nhìn đẹp trai dữ. Tư thế này là tư thế đó dễ nhất này. Rồi thả lỏng nhé. Rồi cứ chừng nào mà chú mà đứng lên lắc cái tay này, chú bỏ thả lỏng cái người ra rồi. Được. Và thêm một cái nữa là gì? Con rời chúa đôi tay này. Có nghĩa là cái phần cuối của câu, cái phần cái chút nhỏ là một chút để nó nối vào phần thì nó đẹp hơn. Rồi chúng ta lại. Thôi. Con dâng chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng chúa đôi chân này, để tìm hạnh phúc miên man. Của chú cũng đồ là cây sắc xô mà. Dạ đúng rồi. Thì cái vấn đề là gì? Vì cái trước giờ mình hát á là cái nội lực của mình nó che, nó đè. Con dâng chúa đôi tay này, từng vất vả. Đã thấy không? Cái mặt tự của mình coi lại video lần thứ nhất và cái lần này hát là cái gì? Mình sẽ thấy được cái sự thay đổi rõ ràng chỉ từ những cái mà mình nhận biết nó ra thôi. Rồi, chú cho con xin lần này. Lần này là gì? Cái phần này nè, gọi là cái phần hàm, phần căm này nè, không có đưa ra cái lần cao. Nhớ nha. Được, cho con xin. Con dâng chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miền mai. Trước giờ chú chưa bao giờ hát kiểu này hết trơn, chưa bao giờ chú hát kiểu này hết trơn. Nhưng mà khi mà chú hát kiểu này chứ hay đó, hay hay đó. Mong là chú giữ được cái cách hát này, chú chỉ cần hát như vậy thôi là ở dưới là hết hồn rồi. Chứ còn không có cần phải gì áo xa mà mờ ghê gớ đâu, chú chỉ cần như vậy. Có người ái mộ rồi đó nha anh Trọng Tài. Dạ rồi. À, nhưng còn gì? Nhưng còn hồi nãy là nó có những cái chỗ mà chú bị luyến lên, mọi người vẫn có nghe, mà chú về chú nghe lại chú sẽ thấy, ví dụ như con dâng chúa, cái này rất là nhiều người bị, em đã nói là cái này có bị, ai cũng bị á. Con dâng chúa đôi tay này, tình vất vả làm cho tê tái. Con dâng chúa đôi bờ vai, gái gần nặng chiếu bao ngày. Con dâng chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc hiện nay. Khi mình tôn trọng được đó, mình sẽ thấy nó khác nữa. Nhưng cái chuyện đó nó không có dính líu gì đến cái chuyện đó. Nãy giờ thực sự là sự khác, còn cái chuyện lý lên hay không thì nào nhận biết được là thay đổi được, hiểu không ạ? Rồi cho chúng ta pháo tay ạ. Rồi, ai nữa à? Ai nữa à? Đánh đi hẳn. Hành dân thì danh thủ lẹ. Không có cái này em đâu. Còn danh viên nào không? Rồi, nhanh. Thank you.
tên rồi biết. Rồi bài hát nào? Bài hát gì? Cho người ta cùng coi đó dạ. Rồi. Bài gì ạ? Bài gì? Dạ, sáng tác của ai ạ? Thiên ha. Dạ. Rồi, bài này trang bao nhiêu? 309 ha. 309. Mày đi lên hát mình mày. Rồi. Rồi nha. Hai. Hai đi. Chúng con xin tạ ơn vui nguyện còn nặng tình yêu Chúa nào biết khi báo đình Chúa trời nào Chúa lên vũ trụ trời dân ngàn niềm quay ước ý chi đời dân vì tình Chúa đã giết chưa trong trái tim này luôn chiều mến bao nhiêu tâm chân yêu đây là lần đầu, đây là lần đầu. Yeah. Lần đầu tiên cầm video lên đây. Lần đầu tiên. Yeah. Rồi bây giờ dạ tư thế này tốt chưa ạ? Dạ. Đứng im ha. Bây giờ mình thấy là bây giờ cái khó nhất là gì? Khó nhất là đứng im. Còn cái đứng mà cà nhoi là dễ lắm rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Thân chị phải thật là tỉnh. Ta ra ta 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 ra lầm 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 hai đi. Chúng con xin tạ ơn vui nguyện còn nặng tình yêu Chúa nào biết chi bao nhiêu. Rồi ok làm một lần nữa. Chúng con xin tạ ơn vui quyền. Bây giờ chúng con xin tạ ơn vui quyền. Chúng con xin đúng không? Chúng con xin tạ ơn vui quyền còn nặng tình yêu Chúa nào biết đi bao nhiêu. Đúng không ạ?
nghĩa là cái miệng mình mở hộp kẹp. Mở hộp kẹp để cái bài nó quá nhanh. À, cái bài nó nhanh quá. Hả? Cái bài này nó chỉ hơi quá nhanh. Tại vì sao? Kỹ thuật của mình á, mình tập mới là chỉ chậm thôi. Như bữa đó rồi nó nhanh hơn nữa thì cái chỗ này nè nó không kịp, thành thử là cái miệng nó không mở không kịp. Với lại chị lo nữa cho nên nhiều khi chị tăng cao, đúng không? Đúng không? À rồi bây giờ nhắm cho nó sao em mua thấp để vì tình Chúa đã chân chưa trong trái tim mẹ hiền. Em nói giải như vậy ha tí. Vì tình Chúa đã chân chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mẹ ta lo lắng trái tim nguyện cầu lạy hơi. Nhân công lớn vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ mẹ. Nhờ mẹ thương dâng cho trái tim mẹ ta. Được, các bạn, chị thấy vậy bắt đầu nói dễ hơn, chậm lại. Cái gì? Rồi chị về coi khen thế này để có thể là tuần sau, tuần sau thì lên hả? Tại sao? Tại vì chị mới coi đúng cái nốt này nè, chị mới tự tin với những cái nốt nhạc này, chị mới hát được. Ví dụ luôn chiều mến mai cứ giúp chờ che nguyên đời là mình không cái nốt này gì. Bây giờ mình chưa chắc mình thấy là mình hát mình sợ rồi, hiểu không? Rồi cảm ơn chị. Rồi em mời mình hát nhá. Người dân đấy báo với người yêu cầu bích thư dân. Mọi người biết biết bích thư dân là rồi xem đi học từ nhà thế là người ta đặt đặt tên bích thư dân là Beethoven đấy. Để micro nha. Bé tư văn này, đây bé tư văn, tư văn chứ không phải bé tư văn. Ôi bài hay quá, bài này hay xuất sắc. Anh bạn đàng hoàng đấy nha, kế trị đàng hoàng này. Cái này anh Hòa nó nhà anh nhìn đó nha. Rồi. Yeah.
lắm. Ma là mấy chữ ạ? Tiếng cười rồi lại tiếng Ma là mấy chữ? Là bao nhiêu giây? 7 giây. Không hề, nó chỉ có 2 giây rưỡi thôi. Tiếng đâu ạ? Chỉ hát lại câu đó đi. Khi vội vàng hài đi. Khi vội vàng nghĩ nè. Khi vội vàng nè. Tiếng mong. Mọi người thấy không ạ? À? Nó chỉ có 2 giây rưỡi thôi. Mà bình thường xì dữ lắm, em xì. Làm hoài nó không hết á. Nhưng mà hát 2 giây rưỡi hết. Rồi, cái đầu mình hay luôn. Mọi người thấy cái chuyện này nó mới quan trọng. Là vì sao? Là cái chỗ này chị chưa bao giờ hết được. Bây giờ em sẽ cho cái chuyện này. Rồi, bây giờ nhá, rồi. Rồi chị để cái tay chị bên người em. Rồi, ok, nghe chỗ này. Khi vội vàng hỏi đi. Khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giòn về những miên man. Thế cơ mà, cứ con mày là khác gì. Khác luôn đấy thầy. Mọi người thấy không ạ? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự chủ động hay lấy hơi của mình nó sẽ khác đi. Là cái chỗ đó, anh lấy dữ luôn. Cái là vô được, cho em xin lỗi. Vẫn là chỗ đó, nhưng mà không có em. Chú vậy nhá. Thôi đi nè. Nhưng mà trước giờ mình chưa bao giờ làm thôi. Mình có thể. Vậy bây giờ từ đầu đến đây để xem có nhớ hay không. Chúa mở cái gì vậy?
thôi chứ nhớ hết rồi. Làm sao lên được? Mở thử xem như vậy coi. Một lần trong đời, chuẩn bị thôi đi nè. Thank you.
giờ là rõ ràng là đi qua được, hơi thiếu chút xíu rồi, không sao, mình tập được. Thế nhưng bây giờ là gì? Mình nét bên lòng Chúa là mình vậy. Con đang thì thầm với Chúa và chừa nét bên lòng Chúa. Dạ, nét là sao ạ? Bên lòng Chúa nhẹ nhàng thưa xin lòng. Mới có chị cảm nhận những câu hát mà chị vừa hát xong. Hát làm sao cho người ta cảm nhận được nó là như vậy, chứ không phải tựa nét bên lòng Chúa. Sai quá. Không được, đúng rồi. Đi. Rồi bây giờ chị đọc tiếp em. Tự nét bên lòng Chúa con xin ngỏ hết tâm tư là câu thứ nhất. Vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày mệt mài những lo toan là có hai câu thôi. Nhưng tại sao nó lại khó nhớ như vậy? Rồi bây giờ cho em xin như thế này. Chị hát chị cảm nhận giống như chị đọc ở kế một người thân. Mà cái lúc mà bây giờ mình không thể nào có cái cảm giác mình cảm nhận thử nhé. Từ đó bên lòng Chúa con xin nhỏ trong đời. Bây giờ em cho chị lấy hơi ở đây, sau chữ Chúa chị lấy hơi thoải mái. Nhưng em muốn cái cảm xúc mà. Chị hiểu không? Có nghĩa là khi mình hát mình phải hiểu mình đang hát cái gì, xong mình mới tải cho người ta nghe được. Chứ còn mình chưa biết là mình đang hát cái gì, mình không thể nào tải. Tựa nét bên lòng Chúa con xin ngỏ đó, cái đó mới quan trọng. Chuẩn bị qua
đó, mà chị hát xong lại chị lại cười. À, có nghĩa là mình thấy rõ ràng lúc mình hát mình khó cười lắm, vì sao? Mình hết tập trung rồi. Với cái cách tập mà mình cứ tập trung hoài, nó thành một cái thói quen là cứ hát vô là tập trung. Với một cái cách mà mình tập như thế này là cứ lúc nào hát cũng phải mặt tươi, là ai có mình lên hát mặt mình như là rạng ngời đó. Nó quan trọng như vậy. Giống như em lên căn đoàn của em nói là gì? Nghe như cười anh Trần. Đúng không ạ? Giống đơn giản. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển hơn bao la. Mình vô mình hát như vậy nó hay quá trời. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển hơn bao la. Trời đất ơi, cái đó là hát gì? Tỉ người đi. Bọn kia là mình tưởng nhớ với một cái trạng thái là gì? Hạnh phúc. Khác nhau mà. Chắc mời chị về đứng ngồi mỗi chừng. Cảm ơn chị nhé. Rồi, cảm ơn. Thôi cho chị chặt pháo tay nãy giờ cực khổ luôn chị quá. Rồi. Không, mà thực sự bài này là lên cái nốt khó không anh chị? Cái này chị chọn mà nó phải tay á. Nhưng mà tại sao mọi người ở dưới sẽ thấy là gì? Chị có hát được mà. Đâu có bị tắt đâu. Không có, không hề. Cái vấn đề ở đây là gì? Nó cao nhưng chị vẫn hát được. Thì mai mốt những cái bài thấp là chuyện bình thường. Hãy chọn những cái thứ khó để tập. Nhưng diễn là diễn cái thứ đó. Ừ. Còn khi mà cái trình mình có đạt tới một cái mức độ rồi đó, mình sẽ diễn những bài khó mà không ai hát được. Có một số bài hát giống hồi bữa em có cho mọi người xem. Có một số bài hát trên thế giới, trên năm đầu ngón tay khoảng 5 người có thể hát được những cái bài hát đó thôi. Nó quá kinh khủng, đúng không ạ? Chứ làm sao để lên được những cái nốt đó? Chị không thể. Thêm đâu mà. Anh Tuấn. Chưa lên dạ, mời anh. Mời anh. Dạ. Nhanh. Không còn thời gian nữa đâu, tranh thủ đi thôi. Dạ, buổi này là buổi thứ 7 rồi. Biết bao nhiêu khán giả ở đây nè. Ta đang xem trực tiếp nè. Live stream nha, live stream. Dạ, ta thấy thầy chung à. Dạ, anh cứ thoải mái chọn bài nha. Viên cú đó là của anh. Trời nè, ông Hòa nè, Trịnh Nghi nè, Hồng Dân nè. Quà này chứ quà nào quá. Hồng Dân, cục vàng nè. Trần Huệ đang xem nè. Hai vợ chồng trốn rồi. Ba gì ạ? Mưa Nguyễn Phạm. Bài gì dễ cũng được. Chim có tổ chứ có hồn, có người cũng có tổ có tâm. Hãy hát rằm tháng 8. Trời đêm mưa. Đó là bài gì ra. Bài gì ạ? Trời, cảm ơn em. Đẹp tóc đẹp. Là em lấy chính này anh. Em này tạ ơn Chúa và mẹ. Mình ghi chút đi. Cái bài đó. Trời ơi, chú. Rồi, anh sẽ hát bài Tạ ơn Chúa với mẹ, cái bài nãy chị vừa hát xong. Thế nhưng em muốn anh hát từ cái phần biên khúc thôi. Giờ mình không hát biên khúc nữa hát. Chết chưa trong trái tim mẹ hiền. Anh hát như nói thôi. Hai, đi nè. Vì tình Chúa đã chết.
đi mẹ miền đường chỉ mẹ mới thu chấp cho ta nguyện cầu ngã tục thân cũng nhờ mẹ ngã cố đau cũng nhờ mẹ người mẹ thương 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 tươi ta rồi bây giờ cũng thay đổi rồi cái gì anh đã hát khỏe hơn sáng hơn tự tin hơn còn cái gì nữa vì tình Chúa làm sao anh phải hát gọn được tất cả các chữ vì tình Chúa đã chết chưa trong trái tim mẹ hiền chắc từng nốt chắc từng chữ một cho em xin lại ha đi vì tình Chúa ha đi vì tình Chúa đã chết chưa trong trái tim mẹ hiền rồi vì tình Chúa hát như nói à ha đi vì tình Chúa đã chết chưa trong trái tim mẹ hiền đơn chiều mẹ trong trái tim mẹ hiền luôn chiều mến à hả độ mở anh phải đủ những câu lên cao phải đủ vì tình Chúa hỏi đi vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền luôn chiều mến mãi luôn chút luôn là từ luôn chiều mến mở nè hỏi đi luôn chiều mến mãi luôn chút mến mình chưa mở luôn chiều mến hỏi đi luôn chiều mến nói đến Chúa cho trẻ nguyện cầu đúng rồi ngàn phúc ân con nhờ mẹ mà cố đau cũng nhờ mẹ nhờ mẹ thương thương Chúa cho đời ta đời ta ơn đúng không ạ đời ta đời ta mình mới mở ra là hài đời đời ta ơn đúng không ạ? Ơ đọc cho em ơ ơ ơ ơ có nghĩa là bình thường anh nói âm ơ của anh là như vậy thế nhưng âm ơ của hát không được như vậy ơ 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 đó có nghĩa là cái độ mở của anh nó có vài chữ không hợp lý à hồi nãy là âm gì ngay chữ gì ngay chữ mến nè bây giờ mình mở âm ê đúng không ạ rồi cái gì nữa ở đây đời âm ơ tạ âm ơ và âm ơn và âm ơ có nghĩa là sao cứ rớt một cái âm ơ thì nó sẽ gọi là anh không mở ra hiểu mãi cứ giúp cho trẻ nguyện cầu không tin anh hát câu đó cái âm ơ này của anh nó sẽ lỗi là hài đi mãi cứ giúp chớ thì em nguyện cầu à, cái chớ chớ là cái âm ơ ra mình mở không được chớ che nguyên cầu chớ che nguyên cầu chớ che nguyên cầu đó đó đúng rồi đúng rồi rồi cho em xin lại vì tình Chúa vì tình Chúa đã cất chứa trong cái hiền mẹ hiền luôn chịu luôn chiều mến là ha đi luôn chiều mến mới gì mãi luôn chiều mến mãi cứ giúp chở che nguyện cầu chở chở là ở ở thì mình chúng ta hai lần ở là đó có nghĩa là khi chúng ta chọn cái nguyên âm mà chúng ta nói là như vậy chở che là từ động cái âm này nó đỡ nó
nó lấy cái âm ở trong nó của mình. Cứ giúp cho che nguyên cầu à, luôn chiều mến thử lại hài đi. Luôn chiều mến mai tu giúp cho che nguyên cầu. Cho che nguyên cầu hài đi. Cho che nguyên cầu. Đến khi chúng ta mở ra được thì tự động à vậy nó nhẹ nhàng. Còn không được là nó cứ quậy hoài. Vậy thì anh cứ về anh đọc là cứ giúp cho che nguyên cầu, cho che nguyên cầu. Để mình quen cái độ mở. Lúc đầu nó sẽ khó chịu. Lúc đầu nó sẽ khó chịu. Nhìn đó, à, được không ạ? À? Bây giờ em muốn anh phá cái này. Cái tốc độ nó cực kỳ chậm như thế này nha. Nhưng đến bây giờ em đã thấy rất là nhiều người ở đây có cái sự thay đổi. Thay đổi tính ra là rất nhiều. Tính ra là nhiều đấy. Nhưng vẫn chưa đủ. Đến chừng nào mình cảm thấy là khi mà mình hát mình không còn cảm thấy mệt. Cái phần này mình được thả lỏng ra, mọi thứ được thả lỏng và hơi mình gọi là tuyệt đối. Em đã nói rồi, sinh viên nhạc viện trung cấp đã mất 4 năm. Sinh viên người ta đã mất 4 năm nào trung cấp thôi. Thì mình không có lý nào mà trong vòng 2 tháng mà mấy anh chị cứ đòi là như người ta không thể nào. Nhưng những cái mình nhận thức ở đây nó sẽ giúp cho mình thay đổi trong thời gian sắp tới. Mình nhận thức được rồi, mình từ từ thay đổi. Cái điều đó quan trọng. Chứ đừng có cho nó vào quên lại. Để rồi. Rồi, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau với những bài hát tâm đắc nhất thuộc càng tốt. Được rồi, thuộc càng tốt. Nếu ai mà không đi, mình có cái cơ hội mình nhắc cho những người đó bữa sau người ta đi, người ta nói với anh em. Những câu hỏi hay nhất, những bài hát hay nhất mà anh chị nghĩ là hay nhất không cần biết đợi đạo đời gì hết, không quan tâm. Nhưng chúng ta chỉ nói chuyện với nhau trên phương diện kỹ thuật và cảm xúc. Yếu tố thứ sáu đã xuất hiện. Khi đó chúng ta sẽ tìm cách để làm gì? Để nâng cái cảm xúc nó lên một bậc. Rồi, em cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thiền rất là nhiều. Thiền đã hôm nay đã bị dập mưa giải nắng về đây. Cho nên là hôm nay chúng ta đi như vậy là cũng hơi bị ít. Từ ở thành phố về đây mà chúng ta ở đây có bao nhiêu thì nó rất là tiếc. Cho nên cố gắng nếu mà tuần sau nếu mà mưa chúng ta cũng cố gắng làm sao đi cho đông đủ để thầy Thiên cảm thấy rằng mình đã có những cái gì đó đáp lại cho thầy Thiên. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn.